Nam chia sẻ view mới cho các bạn à, nhìn giống bên Úc không? Nhìn ở địa Việt Nam nè. Giống Úc nhưng mà hệ điều hành Việt Nam nè. À, nhà xe nè, tầng hầm nè. Quay cho các bạn nhìn chóng mặt. Có nghĩa xe vòng tròn mà. Các bạn hỏi mình muốn xem ở Việt Bình Dương nó đẹp không thì mình chia sẻ cho các bạn nha. Thì có những cái gốc ở đây trái cây nhiều lắm. Đâu tính ra đâu cái bông này cũng trồng nhiều mà lại. Có thang máy nha, trường đại học có thang máy nha. Hôm nay là thứ bảy nè, à, ghế ngồi. Sáng mấy ông này chơi làm gì? Anh im, ngày nào mới cho phát cỏ cũng sầm. Mở phát ra.